Xin chào, thế giới vẫn tin rằng Internet không thể bị đánh sập. Tuy nhiên, thực tế là có 14 người quyền lực đang nắm trong tay chìa khóa có thể phá hủy Internet. Vậy họ là ai? Tại sao họ có quyền lực như vậy? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này các bạn nhé. Như các bạn đã biết, con người đang bước vào kỷ nguyên mới nơi vạn vật sẽ được kết nối Internet. Thế nhưng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu bỗng dưng Internet toàn cầu bất ngờ sụp đổ? Có thể xe tự lái sẽ mất kiểm soát và văng ra khỏi đường. Có thể những sàn thương mại lớn nhất thế giới như Amazon sẽ ngừng hoạt động và thảm họa toàn cầu có thể sẽ xảy ra. Tuy nhiên, việc Internet đồng thời sụp đổ là điều cực kỳ bất khả thi, nhưng không phải không thể xảy ra. Bởi có những người rất quyền lực đang nắm trong tay quyền kiểm soát thứ vũ khí này, và tổ chức đó được gọi là ICANN. Vậy ICANN là gì? Trước khi bắt đầu, để làm rõ độ tin cậy của video thì mình xin nói rõ nội dung tham khảo từ bài viết trên tạp chí The Guardian, một tạp chí với 200 năm tuổi của Vương quốc Anh, đang được sở hữu bởi một tổ chức phi lợi nhuận. Và bây giờ thì hãy cùng tiếp tục. ICANN cũng là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Hoa Kỳ. Họ đảm nhiệm sứ mệnh quan trọng của nhân loại, đó là duy trì an ninh mạng toàn cầu. Hãy cùng xem họ đang làm thế nào để bảo vệ Internet không bị kẻ thù tấn công và phá hủy. Thì có vẻ giống như trong phim khoa học viễn tưởng, những người nắm chìa khóa Internet cũng hoạt động ngầm và bí mật. ICANN đã tuyển chọn 14 người. Đây thường là những chuyên gia bảo mật tài giỏi hoặc là những người uy tín trên khắp thế giới, không phân biệt là người Nga hay người Mỹ. Họ không bị ảnh hưởng bởi tác động chính trị, giáo phái, dân tộc, v.v. Bởi vậy, dù được tạo ra trong thời kỳ Nga và Mỹ đã rất căng thẳng, thì tổ chức này vẫn có một thành viên là người Nga và Trung Quốc. Điều đó giúp cho Internet không vì bất cứ một vấn đề chính trị nào mà bị ai đó kiểm soát hoặc phá hủy. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cách mà Internet được bảo vệ. Thì trong 14 nhân vật được nhắc ở trên, thì có 7 người hoạt động thường trực. Cụ thể là để đảm bảo Internet luôn hoạt động bình thường và không có bất kỳ kẻ nào đang tấn công hay lợi dụng Internet để làm việc xấu, thì cứ 3 tháng một lần, 1 năm 4 lần, 7 thành viên thường trực sẽ bay đến gặp mặt nhau, 2 lần ở bờ biển phía đông của Hoa Kỳ và 2 lần khác ở bờ biển phía tây. Do là tổ chức phi lợi nhuận nên kể cả chi phí đi lại và ăn uống thì các nhân vật này đều phải tự lo. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề của họ, bởi các thành viên này đều là người quyền lực và giàu có. Khi đến nơi, họ sẽ gặp mặt trong một phòng đặc biệt. Căn phòng này được canh gác cẩn mật. Đến cả người phục vụ lẫn bảo vệ cũng không được vào khi cuộc họp diễn ra. Để vào trong đó, mỗi thành viên sẽ phải đảm bảo 3 lớp bảo mật, bao gồm thứ nhất là mã PIN, thứ hai là quét sinh trắc học bàn tay, và thứ ba là thẻ từ an ninh. Như vậy, kể cả khi bạn lấy được thẻ, biết được mã PIN thì bạn vẫn không có quyền vào nếu bạn không có bàn tay của thành viên chính thức. Và khi đã vào trong, không một ai được mang bất kỳ thiết bị phát sóng điện tử nào. Điều đó giúp đảm bảo rằng mọi thông tin trong căn phòng sẽ không bị lọt ra ngoài. Vậy ở đây họ sẽ làm gì? Thì ở đây các hoạt động đã được lên kế hoạch rất tỉ mỉ và chặt chẽ với hơn 100 bước khác nhau. Mọi hoạt động trong phòng đều được ghi lại chi tiết. Bất kỳ yếu tố bất thường nào đều sẽ bị nhận ra và cuộc họp sẽ tạm dừng. Về cơ bản thì mỗi người trong 7 thành viên chính thức đều sở hữu một chiếc chìa khóa kim loại. Những chìa khóa này dùng để mở chiếc két sắt an toàn. Bên trong đó thì lại chứa một cái chìa khóa từ. Chiếc chìa khóa từ này sẽ được dùng để kết nối vào thiết bị đặc biệt gọi là HSM. Chỉ có 4 thiết bị HSM được tạo ra và lưu trữ tại các trạm cách nhau ít nhất 2.500 dặm. Phải có ít nhất 5 trên 7 thành viên tham dự, tức là có 5 trên 7 chiếc chìa khóa để mở thì HSM mới hoạt động. Và khi HSM hoạt động thì nó sẽ cho phép truy cập vào DNS, hiểu nôm na là hệ thống xương sống của Internet. Lúc này các thành viên có thể kiểm tra xem có gì bất thường hay không, hoặc cập nhật những thay đổi hệ thống mà các thành viên cùng thống nhất. Sau khi mọi thứ đã ok thì họ sẽ cùng thống nhất khóa hệ thống lại và đặt thời hạn là 3 tháng. 3 tháng sau, họ sẽ lại tụ họp và làm điều tương tự. Nếu hết hạn 3 tháng mà các thành viên không xác thực lại thì Internet sẽ xuất hiện thông báo lỗi. Như vậy, 7 người này sẽ nắm giữ định mệnh của Internet toàn cầu. Nếu cùng thống nhất, họ có thể xóa bỏ Internet.
Tuy nhiên, điều đó gần như là không thể xảy ra, vì nếu có một người với ý định xấu xa thì những người còn lại cũng không cho phép điều đó. Vậy thì các bạn sẽ thắc mắc, chẳng may những người này đánh mất chìa khóa của họ, hoặc bằng cách nào đó họ đều gặp nạn và không còn sống thì chuyện gì sẽ xảy ra? Câu trả lời là họ đã tính trước điều này và chuẩn bị thêm 7 thành viên dự phòng. Mỗi thành viên dự phòng cũng được sở hữu một chiếc thẻ từ đặc biệt, và cùng hợp lại chúng có thể tạo ra một chiếc chìa khóa để truy cập và quản lý Internet. Tất nhiên là nó phải được thực hiện trong phòng họp bí mật. Điều đó khiến những thành viên dự phòng không thể tự ý thay đổi Internet nếu không được sự cho phép của tổ chức. Và để đảm bảo chắc chắn mọi thứ đều bình thường thì mỗi năm 7 thành viên dự phòng phải chụp ảnh chiếc thẻ từ cùng gương mặt của họ và tờ báo được xuất bản ngày hôm đó để chắc chắn chiếc thẻ không bị đánh cắp hoặc phá hủy. Mặc dù là tổ chức nắm giữ thứ quan trọng bậc nhất của loài người, nhưng ICANN lại là tổ chức phi lợi nhuận và cũng không được bảo vệ bởi chính phủ nào. Vậy nên hiện nay cả Bộ Thương mại và Bộ An ninh Nội địa của Mỹ đều giám sát chặt chẽ các hoạt động của ICANN. Còn một số quốc gia như Nga và Brazil, kể cả Ủy ban châu Âu thì cũng đang kêu gọi việc thay đổi quản lý của Internet, rằng ICANN nên được đặt dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc. Như vậy, trong video này, chúng ta vừa tìm hiểu về những người quyền lực đứng sau và nắm trong tay hệ thống Internet. Theo các bạn thì họ có nên được quản lý bởi Liên Hợp Quốc hay không? Hãy cùng thảo luận nhé! Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại!